Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2021, là kỳ thứ 86, cũng là kỳ cuối để chúng ta kết thúc cái bộ kinh mà huynh đệ chúng ta đã tìm hiểu, nghiên cứu và trao dồi chia sẻ từ bấy lâu nay. Thì hôm nay là 31 tháng 7, tôi xin hiệu đính lại là xin lỗi các vị là tôi ghi lộn nha. Tôi ghi lộn là 31 tháng 8, 31 tháng 7. Thưa quý vị, thì ôn lại một chút về cái nội dung của kinh, cái bài chương thứ 42, chương cuối cùng của kinh 42 chương này đó. Thì Đức Phật có dạy chúng ta cái nhìn. Mà cái nhìn đây là cái nhìn bằng bằng Phật nhãn. Thôi hay nói khác hơn là nhìn bằng Phật trí. Mà cái nhìn bằng Phật trí thì chúng ta thấy nó khác hơn, hoàn toàn nó khác biệt hơn cái nhìn của nhân thế rồi, chắc chắn rồi. Cái nhìn của con người tỉnh thức nó khác hơn cái nhìn của con người mộng mị mê ngủ. Cho nên Phật dạy là ta xem địa vị vương hầu như bụi bay qua khe cửa, xem vàng ngọc châu báu như gối gạch, xem y phục lụa là như dẻ rách, xem đại thiên thế giới như hạt cải, xem nước a nậu trì thủy như giọt dầu xoa chân, xem cửa phương tiện như vật báo hiện, xem quả vô thượng như mộng thấy vàng lụa, xem quả vị Phật như hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi tu di, xem niết bàn giống như ngày đêm thức giấc, xem phải quế như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chân địa, và xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. 13 cái nhìn. Chữ thị có nghĩa là nhìn, nguyên nhân chữ Hán là chữ thị, thì là nhìn là thấy. Dù rằng chữ thị có nhiều nghĩa được dùng để thay đổi tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Tuy chưa phải là người tu nhưng trong nhân gian cũng có cái hiểu rất linh động, chung nhất. Khi nhìn ra ngoài thì xác định là ta đang nhìn. Nhưng khi để diễn tả một điều cảm nhận ở bên trong thì ta cũng sử dụng danh từ thấy, nhìn thấy cũng là thị. Thí dụ như các vị ra chợ, các vị thấy rồi cái về cái ý các vị muốn, khi các vị nghe ai nói gì đó, các vị nghe, các vị cũng có thấy. Tôi nghe cái lời đó tôi thấy nó dễ thương làm sao đó, hay là tôi nghe cái lời đó tôi thấy tôi khó chịu làm sao đó. Ngửi cũng vậy, tôi ngửi cái mùi đó tôi thấy cái mùi thơm này nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, nó êm dịu, tôi thấy tôi dễ chịu. Tôi ngửi cái mùi đó nó nghe nó gắt quá đi, nó nồng quá đi, tôi khó chịu. Biết cũng vậy, tôi biết điều đó cho tôi thấy tôi vui, tôi biết điều đó cho tôi thấy nó hơi sao sao á, vân vân. Cho nên thấy, nghe, ngửi, tiếp xúc, biết đều có cái thấy ở trong đó, là chỉ cho những cảm nhận của ý thức. Cho nên cái chương kinh này nó rất thâm thúy, nó sâu sắc. Mà nếu như ta học thuộc lòng để làm cho những cái điều này đã trở thành tính cách của mình, thì đây là nền tảng để có cái nhìn về pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Vì vậy mà tôi mong tất cả đại chúng, nếu những ai bằng lòng học Phật thiệt, học Phật chân chánh, học Phật chân lý,
Phật chánh thống, cái gì nó thuộc cái bài này, thuộc chữ Hán càng tốt, để mà mình chữ Hán nó nhiều nghĩa ra, cũng cũng nội dung như vậy, nhưng mà nó nhiều cái ý để mình suy tư. Còn nhưng mà rồi không một tiêu chữ quốc ngữ đó đâu, cứ nói là các vị đứng những buổi chiều, các vị ngân nga ở nơi sau nhà, nơi vườn rau, nơi cánh đồng, nơi dòng sông, ta xem địa vị phương hầu như bụi bay qua khe cửa, ta xem vàng ngọc châu báu như ngói gạch, ta xem y phục lụa là như dẻ rách, ta xem đại thiên thế giới như hạt cải, ta xem nước a nậu trì thủy như giọt dầu cho xoa chân, ta xem cửa phương tiện như vật vật báo quá hiện, báo vật quá hiện, xem quả vô thượng như mộng thấy vàng lụa, xem quả vị Phật như hoa đốm hư không, hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi Tu Di, xem niết bàn giống như ngày đêm thức giấc, xem phải với như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chân địa, và xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. Những vị ở Việt Nam thì các vị chưa có chứng kiến được cái cảnh bốn mùa đâu. Giờ tôi ở bên này nè, hiện giờ tôi ở cái tiểu bang của tôi đang sinh hoạt đó là bốn mùa rõ rệt, bốn mùa rõ rệt. Có như mùa này là chắc chắn là nó là mùa hè đây, mùa hè nó chuẩn bị sang thu, cho nên rồi tự động rồi các cái cây tôi trồng nó dù nó lớn nó nhỏ gì biết, mà nó đúng theo cái thời giờ của nó, thời gian của nó là tự động hoạt động, cái lá nó bắt đầu nó úa vàng. Để rồi thu xong rồi tới đông, đông tàn. Rồi nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Hay nói theo thiền sư của Việt Nam ta đó thì gì? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xuân vinh thu hữu khô, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây khoe sắc mà xuân qua rụng rời. Rất rõ ràng, nếu chúng ta có cái duyên mà chúng ta sống sống một cái nơi mà chúng ta thấy bốn mùa, cho nên gọi là xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. Vì vậy mà thiền sư Văn Hạnh mới nói là nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phơn. Xá chi si thịnh cuộc đời, thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Cho nên tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ và thật lòng quý mến thầy tài này, tôi nói với đệ em trẻ nghe, còn các vị lớn tuổi thì tôi nghĩ là tôi có nhắc bằng thừa. Cho mấy anh em trẻ thì giai đoạn này tôi có tiếp duyên cho một số anh em, những cặp vợ chồng son trẻ đó. Nhớ anh em trẻ nên nhớ cuộc đời nó không có gì bền chắc hết, một chỉ phảnh khắc là tiêu tan. Cho nên xá chi si thịnh cuộc đời, thịnh sinh như hạt sương rơi đầu cành. Có nhiều huynh đệ tới nói với tôi, nói thầy ơi, con nhờ con cố gắng chứ thôi con điên rồi, thôi con thất bại rồi, bởi vì bao nhiêu cái nhà con đã bỏ, mai là con còn gom lại lật đật là buông liền để còn lại được một cái nhà, chứ nếu chúng con đeo bám, chúng con tiếc nuối thì chúng con mất hết rồi. Thưa các vị, trên đời này các vị một khi nó đã không phải của mình rồi đó, thì các vị giờ có đeo bám các vị có tiếc nuối đi nữa thì nó càng thêm đau khổ mà thôi. Các vị thử những điều tôi nói ra, các vị lớn tuổi á, các vị đã trải nghiệm quá nhiều, các vị có phải không? Các vị cái gì nó không phải của mình mà các vị cố gắng làm cho nó của mình, để các vị đeo, các vị đuổi, các vị cố thủ, các vị cố gắng mà giữ gìn, nó càng thêm đau khổ mà thôi. Đứa con nào nó có hiếu với mình thì các vị thấy đó, hoàn cảnh nào nó cũng có hiếu với mình, mà đứa con nào mà nó ngỗ nghịch, nó vô nghì rồi đó, thì các vị dù có thương cỡ nào, có lo lắng cỡ nào thì cũng là đau khổ mà thôi. Nhưng mà ngược lại, người đời không chấp nhận, không hiểu được hay không quán duyên được cái chỗ đó, cứ nghĩ là con ta, tài sản của ta, huyết thống của ta, rồi tới người tôi cũng vậy, bản thân tôi đây, tôi cũng từng không biết bao nhiêu đau khổ bởi vì
Đồ Tôn Tử Đệ. Càng thương nó, càng càng lo cho nó thì có khi nó nghĩ quấy về ngược lại cho mình. Bởi vì cuộc đời mỗi lúc mỗi văn minh mà mình bảo thủ làm sao được. Họ muốn đi tới mà mình thì mình cái nhìn của mình thì lại không như họ. Cái nhìn của chúng ta những người đã từng trải nghiệm thì muốn cây lúa thì phải sụp lùi. Còn ngược lại người ta đâu có muốn sụp lùi, người ta muốn tiến tới không hà. Mà mình muốn sụp lùi để cho lúa nó vươn lên thì nó nghiễm nhiên nó khinh bỉ mình rồi. Cuộc đời nó cần cái ghế ngồi, nó cần danh vọng, cần địa vị, cần tín đồ, cần tiền bạc, cần chùa to Phật bự. Mà mình đi dạy nó biểu thôi bỏ đi con, ráng tu đi con. Một cuộc đời nó vô thường nó con là nó đâu có chịu. Nó nói mình ông thầy chùa ngu, thầy không đủ tư cách. Hôm qua tôi nói chuyện với Phật tử, tôi có mấy đệ tử mà ngày xưa từng tôi nói thật sự ra đó, giờ nó đang ở nó học Ấn Độ nó chứ không xa lạ gì, mà bây giờ cho đi học ngon lành không phải cho, chẳng qua nó cũng là cái duyên may của nó. Bây giờ nó đi về là nó học Ấn Độ xong còn năm nữa ra trường đó, mà bây giờ nó cứ nó đi nó làm gì nè, làm gì nè, nó bắt nguyệt, nó bắt ma cho người ta. Vậy là nó dỗi rồi đó. Còn ông thầy này á là nó nói là ông thầy tài không biết khí khô gì hết trơn. Còn nó bây giờ nó đi qua Ấn Độ rồi nó luyện theo cái mật tông Tây Tạng gì đó, nó cứ nó dày 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 cái là nó làm gì cái rồi cái người ngồi đó rung mình nó dày cái rồi xưng tên xưng họ xưng tuổi vậy là nó ngon rồi đó, nó đủ thần lực nó bắt ma rồi đó. Rồi tôi nghe tôi đau mà giờ tôi không có dạy nữa đâu, tôi không có dạy nữa đâu. Bởi vì cuộc đời nó như vậy, nó làm như vậy để nó được cái tiếng khen. Ông thầy đông tu dữ lắm, ông tu không có thần lực để ông bắt ma, ông hù quỷ được, ông bắt cô hồn được. Ông tu không có thần lực cho nên cái tay ông vuốt tới đâu cái xương sống nó tê, nó rần 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 tới đó. Trời ơi, tôi mô Phật. Phật tử bây giờ nó khen vậy nó khen đáo, khen để. Còn ngu si như thầy Thiện Tài này chỉ có cái nói đạo vậy là nó không cần. Thầy bây giờ là phải vuốt cái đâu là xương sống nó chạy rần 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 rần, điện nó chạm sẹt 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 tới đó vậy đó mới là ông thầy ngon. Ông thầy mà vô mà nhờ 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 ông cho cái phép để về để mà trị bà trị cho con dâu nó có chữa, để làm sao cho con dâu nó sớm thụ thai thì ông thầy đó mới ngon. Mà các vị nó nhớ vậy thôi, các vị muốn vậy thì vô nhờ ông thầy ông nhảy một cái đi cho nó giống như dẫn con dâu mình, giống như dẫn heo 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 cái cho heo nọc nó nhảy đi cho có con sướng hơn, chứ chi mà cần phép cần phụ. Tôi nói gì nó khó nghe mà tôi phải nói. Đạo Phật chúng tôi không là như vậy, đạo Phật thiệt không là như vậy, đạo Phật thiệt luôn luôn tin sâu vào nhân quả. Dầu Phật tử học cao bao nhiêu hay là ít học bao nhiêu, nhưng là Phật tử thiệt thì phải tin sâu vào triết lý nhân quả. Triết lý nhân quả từ khi sanh ra cho tới chết đi cũng tin sâu vào nhân quả, không có tin những cái thứ như vậy. Rồi đệ tử tôi mà cái người ngoài nói tôi không mắc cười, mà đệ tử của mình đó mà nói trời ơi sư phụ chửi quá trời chửi. Cho nên vậy mà ai cũng ngán, thành ra bây giờ nó phải đi nó kiếm kiếm cái người nào mà có chức có vị á, để nó núp bóng, chứ còn núp bóng tôi là coi như từ chết cho tới bị thương. Ngày nay là đi tu là phải đi tìm những cái tên, những cái bè đảng, những cái băng nhóm, những cái phe phái mà nó có chức có vụ có quyền để nó nương. Mà cũng may cho tôi à, cũng may cho tôi là tôi ở ở Mỹ rồi, chứ tôi ở Việt Nam chắc nó viết thư nó từ tôi rồi, nó thưa tôi tới giáo hội rồi đó. Ngày nay mà đệ tử nó thưa ông thầy nó là chuyện thường, thưa rần rần. Bởi vì ông thầy tôi không không, không có chức. Cho nên tôi không có hưởng được cái mùi thủng thủng của ông. Mà các vị nên nhớ một điều á, hãy chỗ nào mà nó có bãi phân bãi cứt á thì chỗ đó ruồi nó bay vòng 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 nó xe 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 xe
rõ ràng. Mà chỗ nào mà như tôi trồng bông bí, bông hoa lài, bông hoa sen á, chỗ nào mà có hương thơm nhị ngọt á, thì toàn là ong với bướm tươi đẹp. Còn chỗ nào mà có bể phân, bể cứt á, thì coi như là toàn là ruồi, ruồi nhặng. Mà người tu mình mà các vị muốn bám ở đâu? Các vị muốn bám ở bể cứt hay là các vị muốn bám ở ở ở cành hoa, ở hương thơm của hoa lài, hoa sứ? Các vị muốn làm ong, làm bướm hay là muốn làm ruồi, làm nhặng là tự mình quyết định số phận của mình. Cho nên Tổ Quy Sơn nó nói là kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tự mình quyết định số phận của mình. Mà dường như ngày nay là cái xã hội ngày nay là con người, nhất là người tu hành ngày nay, nó khoái bám cái chỗ là gọi là ruồi nhặng, cái chỗ mùi hôi tanh thủng thủng của danh của lợi. Danh lợi là phân mà, ta nói tiền tài như phấn sổ, tiền tài như phấn sổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Đó là người người đời đó, người ta không học đạo mà người ta còn khẳng định cái câu đó đó: tiền tài như phấn sổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Thì bám danh, bám lợi, bám tiền tài thì giống như phấn khổ chứ gì, giống như phân cứt cái gì. Cho nên tôi nói ra là nói thẳng, mà hãy nói thẳng thì nó mất lòng. Mà các vị ngồi suy nghiệm đi, những điều mà ông thầy Thiện Tài nói thẳng coi có đúng sự thật không, chớ có vội phán trách. Bởi vì ngoài ngoài ông thầy Thiện Tài này, sau này khó ai có thể dám nói gì lắm, bởi vì không có hoàn cảnh để nói. Còn như tôi là có được cái hoàn cảnh may mắn, nó khác hơn là được Phật Bồ Tát gia hộ cho tôi. Dầu cuộc đời tôi trải qua bao nhiêu thị phi sóng gió, nhưng mà thị phi chung nhật khủ, bất thính tự nhiên vô. Cái thị phi nơi nào cũng có, chẳng qua mình có muốn nghe hay không nghe mà thôi, là thị phi chung nhật khủ, bất thính tự nhiên vô. Rồi mấy câu này là các Phật tử cố gắng mà ghi lại mà nghe. Cái thị phi chung nhật khẩu là thị phi nơi nào cũng có, bất thính tự nhiên vô. Quan trọng mình có nghe hay mình không nghe. Nếu mình không nghe thì nó không dính, mà mình nghe là nó dính. Đúng như thí dụ giờ giờ thị phi chung nhật khẩu bất thính tự nhiên vô thầy Thiện Tài này, nếu các vị mà ngồi đó mà nghe người ta nói xấu Thiện Tài, các vị nghe coi, rồi các vị tâm tư, các vị day dứt, các vị suy nghĩ, có nghe cây mẹ không? Ông làm sai ông tội, ông nói đúng chánh pháp tôi nghe. Thí dụ vậy là các vị phe rây à. Còn các vị mà nghe một cái là bắt đầu các vị đi tìm phe, tìm những người coi nó nói xấu thầy Tài cỡ nào, thấy không? Tìm coi rồi hỏi coi vậy có đúng không, có sự thật không, thế này thế kia thế nọ, phải khổ không? Còn mà các vị mà không nghe, các vị mà không nghe cái sao? Ồ, các vị cái kỵ mẹ ông thầy Tài chứ. Ông muốn làm sai là ông đang tội chứ hà khắc gì tới mình. Còn ông nói đạo đúng chánh lý mình nghe, à vậy thôi. Mà ông nói đúng chánh đạo mình nghe, ông nói sai mình không nghe, vậy thôi. Đâu có mắc mớ gì mà phải 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 ngồi đó mà hữu thính tự hữu vô, hữu âm hữu nghe đâu. Cho nên thị phi chung nhật khẩu mà bất thính tự nhiên vô, không nghe thì tự nhiên nó trở thành hư không, mà nghe nó trở thành nó có. Trên đời này này cái gì nó nhớ vậy đó. Nhưng mà tôi nói các huynh đệ thiệt lòng, các huynh đệ ơi, tôi đã dùng hết một cái tâm lực của tôi, cái khả năng khiêm tốn của tôi, cho nên có người đã nhận ra là tôi hoan hỷ rồi. Không phải ai ai nhận ra được. Thấy ngày hôm qua có mấy Phật tử gửi mấy cái tin nhắn, không phải mà gửi khen tôi mà tôi mừng đâu, mà gửi gửi mà để tỏ bày cái tấm lòng để coi sao đây. Mà nói hiểu biết tôi là có một vị đó là: thưa thầy, con là thiện tâm nghe rất nhiều bài giảng của thầy phát trên YouTube, nhưng nghe pháp của thầy dễ học dễ hiểu, con rất hữu duyên khi được nghe pháp của thầy. Người tu nói thật nói ngay là con thích. Nhưng mà không phải khen vậy là tôi vội mừng đâu. Tôi nói dạ thưa đạo hữu à, nhưng tôi còn những lời lẽ, trò còn những lời lẽ vụng về lắm lắm, rất dễ mất lòng. Nhưng mà tôi nói không sao, con chỉ nghe pháp thôi,
cái tâm thầy con hiểu ạ. Không vậy thôi, chứ đâu cần, tôi phải là khen, đó là không phải là khen. Tôi dồn hết một cái tâm lực của tôi thật sự với các vị, chứ tôi thường nói với các vị là tôi không phải là người kém hiểu biết, mà không biết dùng những lời hay, những lời ngọt để ru hời Phật tử, để vuốt ve Phật tử. Tôi thừa khả năng vuốt ve mà. Dầu là tôi có học học không có bằng cấp cao đi chăng nữa, nhưng mà các vị nên nhớ rằng ngôn ngữ cổ kim, lịch sử cổ kim, những cái ứng nhân xử thế cổ kim tôi đều có trải nghiệm, tôi đều có đọc qua mà, thì tôi không lẽ tôi không biết dùng những cái lời ngữ ngon ngọt hay sao? Nhưng mà vì đâu mà tôi phải như vậy? Trời ơi, nghĩ tới cái tiền đồ Phật Pháp, nghĩ tới nền giáo lý Phật, có nhiều khi các vị biết nó ruột thắt gan bào, chứ không phải mà tôi vui vẻ gì đâu. Ruột thắt gan bào. Các Phật tử mà cúng dường cho tôi, thật sự các vị, tôi tàm quý, tôi xấu hổ lắm, chứ không phải mà tôi đưa kiểu như Phật tử nó tới nó dâng cái bao thơ vậy để cái rồi đặt đặt rồi mừng lấy đội đầu vậy, chứ mấy thầy chùa nó làm lố lăng quá đi. Thì tôi thấy có mấy thầy chùa nó làm lố lăng quá. Phật tử nó quý mình, nó cơ nó tôn kính thì mình bây giờ hỏi tụi con ăn nên làm ra hôn, nếu còn trẻ vợ chồng có hòa thuận không, có lo cho cha mẹ chưa, có dạy dỗ con cái chưa, có dư giả hôn mà cúng cho thầy. Thầy á, thật sự thầy nghèo thiệt, nhưng mà nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo, mình phải dạy dỗ nó trước, nhắc nhở nó trước, chứ không phải hai Phật tử nó vừa mở cúng dường cái lật đật lấy bao thơ đậu trên đầu này. Trời ơi, cái thứ thầy chùa dốt nát, cái thứ thầy chùa ngu si, cái thứ thầy chùa tham vọng. Đội tiền trên đầu vậy là mình là cái loại người gì? Mình có tàm quý với Phật không? Phật ngày xưa đi khất thực có nhận ai đồng bạc nào không? Mà ngày nay mình vì cái làm chùa, mình vì sự sống, cho nên buộc lòng mình phải nhận tiền. Nhưng mà mình nhận mình phải rất xấu hổ chứ. Đâu phải loài cá tra đâu mà đụng tới cứt nào cũng đó. Và tôi nói là tôi không có từ thằng nào con nào đâu. Ai mà tu hành đàng hoàng tôi quỳ tôi lại tôi cung kính. Còn ai mà thức tham vọng thì khác nào như loài cá tra. Đụng đâu đớp đó, đụng đâu đớp đó là tôi quất lãng hết cho tôi. Họ không 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 có nói cho các gì, tôi không có từ đâu. Có ghét tôi cũng chẳng làm gì tôi được. Tôi nói thật sự à. Cho nên tôi nói thật các huynh đệ, nó đau lắm, nó đau tôi mới nói, chứ không ai mà dạy dột thì nói để cho gây hớn với người ta đâu. Cho nên Phật tử cúng dường cho tôi xấu, tôi mắc cỡ lắm. Mắc cỡ là sao? Mình còn tay còn chân vậy mà mình đi thọ nhận sự cúng dường của nó, rồi phải vui mừng, phải tán dương nó, ca ngợi nó, vuốt ve nó, tôi mắc cỡ lắm, chứ không phải tôi sung sướng gì đâu. Đây là tôi nói thật lòng của tôi nói trên có trời, dưới có đất, có lương tâm, lương tri, tôi chứng giám. Phật tử cúng dường tôi mắc cỡ lắm, chứ tôi không có hạnh phúc sung sướng gì đâu. Mắc cỡ là trời ơi, mình nhận cái đồng tiền mình mắc cỡ, hết sức mắc cỡ. Tại sao ngày xưa có nhiều người ta đi hốt phân để người ta sống, mà ta lương tâm lương tri người ta vẫn tốt, người ta đi 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 làm tôi mọi ta sống mà lương tâm ta vẫn tốt, mà tại sao mình là thầy chùa không biết là mình có nói được chánh pháp cho người ta nghe chưa mà mình nhận của người ta như vậy? Tôi mắc cỡ lắm, chứ không phải tôi ham nhận cái đồng tiền đó đâu. Tôi nói thật các Phật tử, các vị mà nếu mà tôi nói mà sai lương tâm lương tri của tôi á, các vị cho tôi dám một cái câu thề độc á, cho quỷ sứ nó kéo lưỡi nó cắt trăm ngàn vạn kiếp. Đền đàn Phật tử nó cúng dường cho mình là cái phương tiện, mình cũng mừng vậy, mừng là bởi vì tôi ở Mỹ mà. Ở Mỹ cái gì nó cũng tiền hết, hả, bước chân ra đi là tiền, đi xe đổ xăng cũng tiền, đi tới chợ không ai cho không. Ở Việt Nam người ta còn cúng dường nghe, Mỹ là không có, bởi vì tất cả đồ chợ đều là tính tiền qua bằng máy hết, thì dù người ta có muốn cho đi nữa ta cũng không cho mình được. Rồi cái gì cũng tiền ở nhà vậy, tuy rằng nhà của tôi đó, nhưng mà mỗi tháng đều phải tiền đóng 30 năm à,
Nếu mình có tiền mình đóng từ từ thì nó mau hết. Ví dụ như như giờ nhà của tôi vậy, tháng là 612 đồng, nhưng mà tháng nào tôi cũng đóng 700 hết đó. Có nghĩa là vậy, thay vì 30 năm xong mà 20 năm là tôi đã hoàn thành. Rồi bây giờ nếu có tiền hơn nữa là tôi đóng 800, đóng 900, cứ đóng vậy nó trừ 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 ở Mỹ nó rõ ràng lắm. Hệ thống máy móc là nó không riêng gì ở Mỹ, Canada, ở châu Âu, châu Úc đều y như vậy hết đó. Nó rõ ràng lắm. Một sen nó cũng trả. Nhưng ngày hôm qua tôi biểu ông đạo hữu Phật tử gửi trả cái tiền internet 79 đồng 92 sen, là còn 8 sen nữa là 80 đồng. Nhưng mà tôi nói làm ơn đừng có ký 80 nghe, đừng có ghi số 80 à. Bởi vì 8 sen đó mà mình dư nó cũng gửi bill nó trả rồi, nó trả về mình 8 sen. Mà trong khi 8 sen nó gửi cái thư tốn hơn 50 sen rồi. Còn các vị Mỹ nó làm rõ ràng vậy đó. Một sen nó cũng trả lại, nó cho nó thà ghi đúng là được, ghi có 8 sen nó mất mất lòng phiền não lắm à. Dư một sen nó cũng trả, mà trong khi nó trả cái thư mình nó tốn hết cái con tem hết là hơn 50 sen rồi. Cho nên tôi nói thật lòng á, thành ra các thầy, các huynh đệ, nếu ai mà có thích nghe đó, rồi các vị nghiệm lại đi. Rồi rồi sau này á, sau này các vị mới mới ngồi, các vị mới khi mà cuộc đời nó đi qua trong cái quá trình tu tập của các vị rồi đó, các vị ngồi nghĩ lại các vị mới thấy thương tôi. Nhưng mà có những người mà những thầy mà sau này hiểu thương tôi rồi đó, chưa chắc gì tôi còn có mặt cuộc đời này đâu. Tôi nói thật lòng tôi như vậy đó. Tại vì á, bây giờ có khi tôi cũng mới thọ nhận sự cúng dường để cho các Phật tử gọi là gieo cái duyên tích cái phước với tôi, là vì lý do là nghe pháp của tôi rồi tôi giảng như vậy, các vị nghe, các vị hoan hỷ, các vị cho tôi nhận cái thật sự ra đó. Nếu mà các vị không cho tôi cũng sống nổi nữa. Nếu giờ các vị cho tôi như bữa nay á, các vị cho tiền tôi bữa nay là tôi thứ bảy nè, ông đạo hữu Phật tử ông có rủ tôi đi chợ, ông nói cần chở đi chợ thì có tiền thì tôi mua sầu riêng tôi ăn, tôi lại mua đồ hơi ngon ngon theo tôi muốn ăn cái gì tôi mua tôi ăn. Còn nếu tôi không có thì bây giờ tôi hỏi các vị cái vườn rau của tôi thôi, thật sự ra 10 bạ mạng tôi ăn cũng không hết nữa. Rau má nè, rau 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 đắng nè, lá khổ qua nè, lá mùng tơi nè, lá bồ ngót nè, lá rau dền nè, lá ớt nè, nó cái lá thôi, lá bí nè, hết gần 10 thứ lá. Hết gần 10 thứ lá, cứ ngày vậy ăn một món thôi, cứ nấu quất nồi canh vậy. Vậy thôi, còn còn á, cái nữa mình kho quẹt, mình quẹt cái mình ăn miếng cơm, mình húp một 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 muỗng canh thì cũng qua ngày đặng tháng vậy, mà không chừng nó không có bệnh nữa cơ. Ăn ngon ỉa thúi, ăn ngon bệnh chứ làm cái gì. Nhưng mà tại vì con người đó lại lại thế gian nó nằm ở trong ngũ dục lạc, là tài sắc danh thực thùy, thực là ăn, cho nên ăn là phải ăn ngon. Tôi cũng thiệt sự là tôi cũng không giấu các vị, tôi có cái tật tôi hả hả có tiền là tôi phải ăn ngon, phải ăn sầu riêng. À, phải ăn những cái món mà hồi xưa mình đã từng ăn ấy, chứ cũng phải ngon gì. Nhưng mà sầu riêng bên đây nó mắc lắm. Này nói thiệt, mang cột sầu riêng thanh long chôm chôm nhãn đồ là nó mắc dữ lắm. Nhưng mà tại mình không biết ăn đồ Mỹ, nên mình ăn những cái đồ của ta xưa kia, ta từng ăn xưa kia. Chứ còn nếu biết cái đồ Mỹ thì ăn những cái dưa Mỹ nó bự chảng mà có 2-3 đồng bạc à, nhưng mà ngặt nỗi là mình không quen ăn, ăn cảm thấy nó không ngon. Mà ăn cái đồ mà của mình đã quân tập vào mấy mươi năm trong tiềm thức của mình, trong cơ thể của mình. Cho nên tôi nói thật, thật lòng tôi đó, thật lòng tôi đó. Cho nên bây giờ nay tôi là tử đệ gì đâu, là tôi không từ họ thì họ cũng từ tôi à. Tại vì theo theo cái kiểu của tôi họ theo không nổi, họ cho rằng là dụng dại, là không có ăn, là không có tín đồ. Họ cho rằng phải theo cái gánh Tây Tạng quyền bí đó. Đạo Phật sao có quyền bí, đạo Phật càng không có mặt nữa. Nếu đứa hiểu ra không có mặt,
Cái gì mà mật, cái gì mà huyền bí là không có của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo chân thật, đạo đó là sự thật, lẽ thật của thế gian này, để cho con người hiểu được cái lẽ thật, sự thật đó mà con người buông, con người xả ra như Đức Phật đó. Sự thật, sự thật là ta xem dương hầu như bụi bay qua khe cửa, ta xem vàng ngọc như châu báu ngói gạch, ta xem y phục lụa là như dĩa rách. Thì thiệt à, tới nghĩ phải nghĩ là cái là Phật rút ngắn cái giai đoạn, Phật rút ngắn cái giai đoạn lại, còn mình thì mình kéo dài cuộc đời của mình thì suy nghĩ một sát na trước, một sát na sau đã thay đổi rồi. Vậy mà mình cái gì mình cũng bảo thủ hết trơn. Còn Phật thì rút ngắn giai đoạn, bởi vì ngọc ngà châu báu kia nó cũng ngói gạch. Thấy ghê không? Rõ ràng. Các vị thấy, các vị có vàng, có tiền, các vị có ngọc, có châu báu, các vị cũng bán ra, các vị cũng xây nhà, cái xây chùa, thì xây nhà xây chùa không gói, ngói không gạch là gì? Là ngói gạch thì nó làm sao? Nó sẽ tới ngày tháng nó mục, dân dân. Rõ ràng không? Thay vì mình thấy cái giai đoạn nó còn xa, Phật rút ngắn là giai đoạn. Vì vậy mà Phật không có quý trọng ngọc ngà châu báu, còn mình cứ quý trọng, nhưng mà quý trọng nó có ở với mình được không? Thứ không. Thấy người ta có cái nhà đẹp hơn mình, mình cũng lo mình đi đem bán ngọc ngà châu báu để mình, tôi nói cái chuyện đơn giản vậy thôi. Thấy người ta có chùa đẹp hơn mình cũng phải cách này cách khác, mình phải mua bán ngọc ngà châu báu để mình xây chùa đẹp hơn người ta. Thế thì tất cả cái hơn đó mà nó làm cho con người khổ. Rõ ràng vậy thôi. Nó rõ vòng một, đạo Phật là rõ vòng một, nó rõ như ban ngày, nó rõ không có cái gì mà ốp ốp mở mở mà mắc hay là gì đó, là bí mật hay là tự nhiên đang mở cái quần ngang gì đó, quần ngang gì đó, quyền bí gì đó, quyền hay bí gì đó, rõ ràng như ban ngày. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương cái phẩm 42 này hay lắm, nhưng mà tôi không nên giảng nhiều. Tôi đúc kết ngày nay để cho nghĩ rằng tuần sau bắt đầu mình học kinh Địa Tạng hay cái gì. Chứ còn nếu mà cái kinh cái phẩm cái chương 42 này mà nếu mà tôi không nôn nóng, các vị không nôn nóng mà nghe kinh Địa Tạng đó, thì tôi kéo dài ra 10 kỳ không hết. Nó sâu sắc từng chữ, từng ý nghĩa, mà 13 cái ý nghĩa. Cho nên kinh này nó khác hơn các cái kinh bộ của các kinh khác, khác kể cả khác hơn kinh bộ của Phật giáo Nguyên Thủy, kể cả khác hơn kinh bộ của Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy mà thông thường các chương kinh đó, cuối cùng bao giờ thì cũng đều là mang cái tính cách là tổng kết của bộ kinh, còn ngược lại chương thứ 42 này không mang cái tính cách tổng kết bộ kinh, gọi là lưu thông. Nhớ thường thường cái phần bộ kinh nào phần cuối cũng gọi là lưu thông phần. Đức Phật không dặn dò phải phổ biến gì cả, mà nó được tổng kết cái nhìn của Đức Phật đối với vạn pháp. Hay gì đó các vị ơi, kinh nào rồi cuối cùng Phật cũng dặn dò hết trơn các vị. Tôi nói cho các vị thấy đúng không? Kinh nào rồi Phật cũng là, ta nói kinh này xong các ông cố gắng giữ gìn lại cho đời sau, tuyên truyền, in ấn, biên chép, giảng thuyết, còn không có. Kinh này không có, kinh cái chương cuối cùng này Phật không dặn dò phổ biến, mà Phật nói lên cái nhìn của mình đối với vạn pháp. Do vậy chúng ta có cái tên chương kinh này gọi là Phật trí hay là Phật nhãn, là nhìn bằng Phật nhãn. Vì vậy mà chữ thị nghĩa là xem. Tuy nhiên chữ thị ở đây không phải là nhìn ở bên ngoài, mà là nội quán ở bên trong. Là nhìn mà có mắt quán chiếu bên trong. Hai cánh cửa ta đi vào đạo cũng như đi vào đời, đi vào niết bàn cũng như phiền não là nhìn và nghe. Ta nghe như thế nào đó mà lòng đầy phiền não, và nghe như thế nào đó mà làm cho mình an lạc hạnh phúc. Cũng như thế, nhìn mà lòng đầy phiền não, nhìn mà lòng giải thoát thảnh thơi, tất cả đều từ cái nghe và cái nhìn mà thôi. Cho nên học Phật chúng ta để chuyển hóa tâm thức. Trong đời sống bình thường á, thì người có tâm hồn thoáng đãng, có trái tim nhân ái, thì mọi
thì khi mọi chuyện phiền não khổ đau đến họ chuyển hóa rất dễ, vì ta nhìn mà có mắt yêu thương, nghe bằng sự cảm thông. Có những lời nói làm cho chúng ta khó chịu, nhưng vì lòng từ bi nên mình là dòng suối ngọt tưới lên để dập tắt ngọn lửa phiền não của đối tượng với mình. Cho nên nghe Phật, học Phật là giáo lý mầu nhiệm truyền đạt tới tâm ta bằng con đường nghe đi vào, nghe và nhìn của thế nhân, lắm khi tạo thành vạn nỗi đắng cay trong đời sống con người. Và nếu khéo sử dụng nghe và nhìn, thì nghe và nhìn tạo cho mình hạnh phúc an lạc, đưa đến Bồ Đề và Niết Bàn. Sở dĩ bao nhiêu khổ lụy của nhân gian thường nghe nhìn bằng tri giác sai lầm. Với người không học đạo mà nghe và nhìn sai lầm thì còn tha thứ được, nhưng nếu người tu mà có sai lầm thì chướng ngại tan nát trên bước đường tu. Người mà có định lực, có cái nhìn trầm tĩnh an tịnh, người có tâm hồn trong sáng thì cái nhìn tinh anh như trẻ thơ. Hai điều nghe và nhìn này có khi chúng ta luyện tập cả đời mà chưa thông đạt. Những ai tâm thức xao động bất an thì không thể nào làm cho con mắt nhìn vững chãi, cho cái lỗ tai nghe nó thông suốt. Sự thiếu sót của người tu là đôi mắt rất dễ cảm nhận, nhất là đôi mắt thèm khát về tiền, đôi khác thèm khát về danh lợi, đôi mắt thèm khát về tình cảm thường được biểu lộ trong ánh mắt của tâm hồn còn đầy ái nhiễm. Người có kinh nghiệm họ sẽ nhận ra ngay. Các vị nhìn mấy ông thầy coi, như tôi vậy, nhìn ánh mắt của tôi là biết ông thầy này ông dễ nóng. Nhìn ánh mắt của tôi là người hiền, là nhìn sợ lắm, nhìn sợ ông phan mình lúc nào đây, ông khét mình lúc nào đây. Nếu mà người mà dễ dạ là nhìn vào tôi là biết tôi dễ nóng, chứ không ai nhìn vào mắt của tôi mà nói tôi ham tiền, ham tình, ham danh hết á. Tôi khẳng định tôi nói thiệt luôn á, không phải tôi coi tướng của tôi, chứ tôi dòm màn hình, tôi thấy tôi đang giả, tôi dòm màn hình là tôi bắt màn hình cho lớn ra nè, nhìn mắt của tôi coi, nhìn mắt tôi là biết tôi là hở, là trong chuyện là tôi trông mà tôi nhướng mặt không. Chứ còn mắt tôi các vị nhìn kỹ, nó không có lơ lơ lửng lửng gì tiền, không có lơ lơ lớp thấp gì tình. Đó là tôi thật sự trong hồn tôi không có nghĩ điều đó. Bây giờ tôi nghĩ là sắp chết tới nơi rồi, thật sự ra đó tình cũng không không tình được, mà tiền cũng chẳng làm gì. Thôi thì cứ gì ngày nó qua ngày, tháng qua tháng, giống như ta nói sống sống ăn để sống, sống để chờ qua đời gì đó, sống để chờ qua đời, câu gì ta hay nói có dần quên rồi. Chứ còn mấy người mà con mắt vì tiền vì tình rồi nó láo lia, nó láo lia. Phật tử tới các đầu mắt họ vậy nè, họ đeo kiếng mà họ vậy nè, họ dòm sâu vô cái túi, túi này bự hay nhỏ, túi này coi như là đô giấy 100 hay đô giấy 20 hay đô giấy 1 đồng, họ nhìn hay lắm. Còn họ không nhìn vậy, họ làm bộ họ nhắm nghiền đôi mắt, họ rưng 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 vậy nè, nhưng mà hồi cái họ làm bộ họ nhìn nửa con này nè, họ nhìn nửa con cái nó trời ơi, cái này tôi nói thiệt cái gì không có qua mắt được ông thầy tài nghĩ đâu. Một là nhìn nhìn trơ trẽn, nhìn trơ tráo, nhìn dâm dục, nhìn ham muốn. Hai là bày đặt không nhìn, nhắm nghiền ra mắt trên hồ cái cho nên mấy người tham nó ngủ nó nhắm có con mắt. Tôi nghe nói mà không ngờ có thiệt, ngủ nhắm có con mắt, rồi cái nửa đêm đầu đầu hôm nó nhắm con, cứ hôm nhắm con bởi vì sợ mắt. Nhưng mà trên đời này tôi nói thật các vị, tôi thấy rõ rõ mồn một, rõ như ban ngày, trời tôi thấy rõ như ban ngày. Trời đã coi cô tâm thiện có làm gì mà cô xóa hết con mắt người ta.
Đó là, thì là mấy người bảo thủ nhìn có con mắt. Ê, chỉ có xóa con mắt của người ta là mặc áo xanh, người ta đẹp vậy, người ta có ba, ba cái màu vàng ở trên để mà chơi xóa lại con mắt. Hay quá, tự nhiên hết muốn nói nữa. Bây giờ kỹ nghe cái nhạc dữ rồi nghe, nó còn quá nhiều cái mà nghĩ ngang cũng được. Mà nói học hành mà muốn nghỉ ngang nào nghỉ à, thật sự cũng cần nói dài. Văn hay chẳng nể đọc dài, hãy đọc đầu bài biết văn hay. Trong thế giới tu hành khi có những cái vướng mắc về tình cảm á, nhiều lúc có chúng ta đổ thừa tại người ta, nhưng thật sự chính là do tại mình. Khi có người nào đó thương ta, không thể ta đổ thừa mà ta phải nhận trách nhiệm về mình, tại vì mình còn ái dục cho nên mình cũng liếc sau đó người ta mới thương, liếc sau đó ta mới thương. Chứ tự nhiên là như tôi và ai thương. Tôi mà nó mắt liếc ngang cái là hết hồn hết vía rồi, ai thương. Còn đằng này á, mình không có ý, nhưng mà mình gặp người ta cái bề đặt mình thả mồi, mình chấp 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 chớp, mình cũng cũng nhử mồi. Nhử mồi này nó nhiều cái nhử đó, mình tu mà mình nhử nhử mồi để mình hốt tiền người ta à, nhưng mà ngộ người ta thì ta đưa tiền ra đâu phải đưa không, người ta đòi tình. Cái là cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Cá cắn câu biết đâu mà mở, cứ một bên ham tiền thì bên nó ham tình vậy. Hai thứ đó nó tương quan tương duyên với nhau vậy đó. Thành ra mấy ông thầy chùa phải đành nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo nó xây dần tới đâu. Tôi nói là nó trúng cái bon, nó trúng cái kinh. À, nó mấy ông thầy chùa nào đẹp đẹp trai là bị hốt hết, bị hốt hết. Xấu như tôi vậy đỡ, biết bao nhiêu đỡ. Cho nên quý thầy tu ráng đừng có chấp 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 chấp, cứ cứ cười mỉm cười miêu, cười cười mỉm chi, mắt chớp chớp. Cho nên mấy cái con mà nó bị chồng chán chồng chê chồng chồng chờ chồng chích gì đó, chồng mà đi công tác hay chồng đi làm ăn xa rồi nó đi qua nó gần thầy để nó hửi cái hơi thầy, để nó thấy cái mắt chớp của thầy, nó thấy cái môi cười mỉm của thầy, nó dâng của nó cho thầy, nó dâng nó cho thầy mà thầy chịu thì thôi, mà nó dâng mà thầy lấy một thứ mà cái thứ thầy không lấy đó nghe là chết mẹ với nó rồi, chết mẹ với nó rồi. Trời ơi, cho nên con mắt là cửa sổ tâm hồn. Cho nên né tránh đi, né tránh đi, né tránh đi. Cho nên tu 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 biết bao nhiêu vị tôn túc tu cả đời, nhưng mà chỉ chẳng qua nhìn thấy cặp bưởi cái là chết tươi rồi, chết 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 tê liệt rồi. Đây là thầy dạy cho tôi đó, chứ không phải ai xa lạ đâu. Thầy mà hòa thượng thầy cũng chịu thiệt đó, chứ không có nói, ngài không có giấu kín đâu, ngài nói thiệt trước chúng tôi à. Ngài nói các ông học với tôi là các ông học, nhưng mà cái gì trúng các ông học, còn tôi cái nghiệp của tôi vậy đó, tôi chẳng qua mấy mươi năm tu tập ngon lành vậy đó, nhưng mà đêm khuya dầu lụng canh tàn ngọn đèn heo hét cái là tôi nhướng 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 vậy, cái tôi nhìn thấy cái đó cái tôi bóp vô một cái là coi như rồi một đời. Cho nên một 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 khi mà tâm thức á, mà nó còn cái nghiệp ái đó thì coi như khác nào cái bàn tay thương tích, mà bàn tay thương tích thì nhúng tới đâu nó bị nhiễm trùng tới đó. Còn một khi mà tâm thức sạch cái nghiệp ái đó thì giống như bàn tay không thương tích, bàn tay không thương tích dầu có nhúng vào chất độc mà chất độc cũng không thấm vào da. Cho nên luyện đôi mắt làm cho cái nhìn thuần mục là cái nhìn rất đẹp. Phải luyện từ bên trong, luyện từ cái trái tim bên trong mà có năng lượng của định thì cái nhìn của chúng ta định tĩnh, định và huệ có mặt một lúc, giống như là Tổ Huệ Năng nói là định tuệ có mặt một lúc thì cái nhìn sẽ trong sáng, sẽ đẹp đẽ. Và cho nên hai cánh cửa rất quan trọng trong kinh điển nói đó là nghe và nhìn.
cánh cửa nhìn và nghe để đi vào đạo. Cũng từ nhìn và nghe mà đi vào con đường hoằng pháp lợi sanh. Vì vậy mà Ngài Bồ Tát Văn Thù có tổng kết lại cái 25 cái tánh viên thông mà Ngài Văn Thù phải bạch lên Đức Thế Tôn trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói rằng sau 25 vị Bồ Tát trình bày cái tánh viên thông thì con thấy Bồ Tát Quan Thế Âm là ưu việt nhất. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát có được ba cái đức tánh mà nhờ cái nhĩ căn viên thông. Đó. Ba cái đức tánh đó là viên, là thông, là thường. Bởi vì sao? Ngã Kim Khải Như Lai, Như Quán Âm Sở Thiết, Thế Như Nhân Tịnh Cư, Thập Phương Câu Kích Cổ, Thập Sư Nhất Thời Văn, Thị Tắc Viên Chân Thật. Có nghĩa là nghe lời Quán Âm trình bày á, thì như người đang yên tĩnh, mười phương đồng đánh trống, mười chỗ nghe một lượt, là viên thông chân thật, gọi là thông là viên chân thật. À, một phi quán chướng ngại, khẩu tỷ diệt phục nhiên, thân dĩ hiệp phương tri, tâm niệm phân vô tự, cánh viên à, cách viên thính âm hưởng, hà nhĩ câu khả văn, ngũ căn sở bất tề, thị tắc thông chân thật. Có nghĩa là mắt chẳng thấu chướng ngại, miệng mũi cũng như thế, thân xúc hợp mới biết, tâm niệm thì lăng xăng, cách tường thì nghe âm văn, xa gần đều nghe được, ngũ căn chẳng thể bằng, thế là thông chân thật. Đó là viên, là thông. Rồi bây giờ tới thường á, âm văn tánh động tịnh, văn trung vi hữu vô, vô thanh hiệu vô văn, phi thật, văn vô tánh, thanh vô ký vô diệt, thanh hữu diệt phi sanh, thì sanh diệt nhị viễn ly, thị tắc thường chân thật. Là âm thanh thì có động có tịnh, nơi nghe thành có không, tiếng dứt gọi chẳng nghe, đâu phải dứt tánh nghe, chẳng tiếng nghe chẳng diệt, có tiếng nghe chẳng sanh, sanh diệt thể đều lìa, ấy là thường chân thật. Vì vậy cho nên Ngài Văn Thù mới khẳng định, vậy thì bạch Đức Thế Tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thử thiệt dĩ văn trung nhập, ly khổ đắc giải thoát, là lương tai Quán Thế Âm, ư hàng xa kiếp trung, nhập vi trần Phật quốc, đắc đại tự tại lực, vô quý thế chúng sinh, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu tắc thế âm thiên ninh, xuất thế hoạch thường trụ. Có nghĩa là nay con bạch Đức Thế Tôn, Phật xuất hiện cõi ta bà, gió thể ở cõi này, âm văn trong sạch nhất, muốn đắc tam ma địa, nên từ văn mà vào, lành thai Quán Thế Âm, lìa khổ được giải thoát, trải qua hàng xa kiếp, vào vô số cõi Phật, dùng sức đại tự tại, thí chúng sanh vô quý, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế đều an lành, xuất thế được thường trụ. Rồi hay quá, mà bây giờ hết giờ nữa rồi. Ôi trời, còn một cái đoạn. Thôi, vậy thì xin phép các chị là nó kẹt là còn lại đoạn chót rồi, bây giờ sao ta? Hay quá mà hầu nhiều gì cũng đủ rồi ha. Cũng đủ một bộ kinh này, không cần giảng nhiều nữa ha các chị ha. Tôi nghĩ là thôi cũng đủ rồi. Đó, thôi giảng nhiều cũng vậy à. Quá hay nhưng mà thôi đủ rồi. Như vậy là các vị phải cố gắng tiếc quá, hết giờ thôi vậy đi. Vậy cảm ơn các vị đã trải qua 86 kỳ. Như vậy là trên dưới là 70 tiếng đồng hồ. Trên dưới 70 tiếng đồng hồ. Huynh đệ chúng ta học cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Tuyệt vời. Và coi như là tôi đã cống hiến, cúng dường cho đại chúng. Ngưỡng mong đại chúng cố gắng phát cái tâm. Mà nhớ rằng phải là gọi là định tuệ. Để nhìn, có cái nhìn. Nhìn cái bài học cuối cùng là chúng ta nhìn hai cái pháp quán, là quán thế gian và quán xuất thế gian.
hay quá. Còn cái đoạn thôi bây giờ còn cái chỗ cái đoạn cuối hay lắm mà hả, học nữa thì con không kịp giờ, bà bỏ thì cũng quá uổng. Thôi vì ngày mai thay vì học học cái chương trình nhập Phật tri kiến, tôi xin nghỉ một kỳ để ngày mai tôi giảng cái bọn cuối, vậy là xin một kỳ nữa. Hay quá, không thể bỏ qua được, bỏ là thiếu sót. Dầu rằng có thể nói đi nói lại nhưng mà đang học cái chỗ này. Thôi xin phép các vị ngày mai lúc 10 giờ tối, có nghĩa là 11 giờ sáng bên đây, là thay vì hàng tuần chủ nhật học cái nhập Phật tri kiến, nhưng mà nghỉ một kỳ để học. À, thì xin xin chúc các vị thôi, chúng ta còn một kỳ nữa ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.